Sữa lắp Úc, nguồn sữa tươi Úc nhập khẩu đã qua chế biến và bảo quản bởi công nghệ Frozen Fresh. Nó tới 12 giờ đêm, khoảng cũng trễ rồi. Em mà đi vô nhà ông nội của Thúy. Lúc đầu hai đứa ngồi trước nhà đó nói chuyện với nhau, nói cho cũng tới 2 giờ khuya. 2 giờ, 3 giờ sáng. Rồi lúc đó bắt đầu mới là cái nụ hôn đầu tiên của hai đứa là cũng lúc đó luôn. Quên đi tất cả mọi thứ xung quanh đang diễn ra, như thời gian, không gian, mọi thứ nó dừng hết lại rồi. Đó. Lúc đó là chỉ có là ui, mình tìm được người mà mình thương rồi. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy như là mới ngày hôm qua. Đây là cách đây. Mà nụ hôn đó là cách đây bao nhiêu năm rồi? Dạ cách đây 7 năm. Rồi bao lâu thì mới đám cưới? Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với câu chuyện thứ hai. Mời quý vị dành một tràng vỗ tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Rồi, chào hai em. Mời hai em giới thiệu về mình. Chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em là Nguyễn Thế Hiển, năm nay em 30 tuổi. Công việc hiện tại của em là bên mảng thiết kế và thi công nội thất. Tụi em ở bên quận 9 ạ. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Đoàn Thị Thúy, năm nay chị em được 30 tuổi. Công việc của em hiện tại đang là điều hành một học viện về đào tạo livestream bán hàng. Hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu? Ấn tượng về nhau ra sao? Thì lúc nhỏ là hai đứa ở chung xóm với nhau luôn. Học chung cấp 1. Sau này thì qua cấp 2 thì vợ của em mới chuyển nhà lên Sài Gòn ở. Thì lúc đó em thì vẫn học ở dưới Bình Thuận. Sau khi học xong đại học thì hai đứa mới gặp lại, bắt đầu mới quen nhau. Thanh Mai Trúc Mã đó. Em như em gặp lại cô bạn này, em thấy cổ như thế nào? Lúc đó em chỉ ấn tượng về cái giọng nói. Còn em thì hồi nhỏ em không thích ảnh. Đơn giản là tại vì ảnh chơi chung một nhóm thanh niên mà theo em thì đó là thành phần khá bất hảo. Cho nên thành ra em trời ơi mặc định rồi. Bạn này bà bán chơi mấy người này là thôi. Yeah, không đụng tới. Cái lần đầu tiên mà tụi em gặp mặt với nhau là do là quen có những cái mối quan hệ chung, xong hai đứa nhắn tin thì ảnh mới đưa số điện thoại ảnh thì gọi cà phê thôi. Nghe cái gọi điện nói trời giọng đâu man dữ trời, của bạn mình hồi xưa hả, cái mà không có hình dung được. Thì cái thời điểm mà hai đứa em gặp lại như vậy á thì cũng là em vừa chia tay được mối tình đầu của mình gần một năm, còn ảnh cũng vậy luôn, ảnh cũng là mối tình đầu luôn, nên thành ra là hai đứa thì chia sẻ với nhau. Nhưng em lại có một cái suy nghĩ khi em gặp ảnh về, em rất là quý, và cái chữ thương nó đến trước chữ yêu. Em quý cái điều gì với người bạn này? Em thương ảnh trước cái hoàn cảnh gia đình, và đồng thời là cái sự nỗ lực cố gắng của ảnh khi mà là một người con trai duy nhất trong gia đình và kéo gia đình ra khỏi những cái khó khăn. Và cách cư xử với em nó rất là nhẹ nhàng và dành một sự tôn trọng, rất tôn trọng em. Cô này á là xuất phát từ quý, thương rồi mới yêu. Vậy thì Hiển thì sao? Hai đứa mình cũng có những cái điểm chung, cũng có những cái quan điểm sống chung giống nhau. Bắt đầu lần cái rồi nó tình cảm nó đến hồi nào em cũng không có biết luôn. Nhưng mà thời gian mất bao lâu để tụi em cảm nhận là tụi em đã yêu nhau? Em lúc đó chắc cỡ 5-6 tháng gì à. Lúc mà hai đứa bắt đầu mà tìm hiểu nhau đó, thì cái lần đầu tiên mà trao cái nụ hôn đầu tiên đó, là nó có dễ dàng không? Hay là nó khó khăn? Anh chở em ở phía sau lưng á, thì hai đứa đi chơi với nhau thôi, mà cái lúc đó em hơi mệt. Em tựa lên cái vai của ảnh. Bất giác người đàn ông này mang lại cho mình cái cảm giác nó bình an đến lạ lùng mà không có gì có thể diễn tả được. Xong bắt đầu cái bạn này bạn mới lén lén bạn nắm tay em, bạn bỏ vô cái túi áo của bạn. Tự nhiên tim em nó văng ra ngoài luôn rồi. Và nhiều lần mình khỏi lồng ngực. Dạ đúng rồi. Sao nữa? Hai nhà thì hồi xưa đã ở gần nhau, là bà nội em cũng ở gần nhà ảnh cách đó khoảng 150m thôi à. Cho nên thành ra là ảnh hay qua nhà nội em chơi. Giai đoạn Tết á, vợ em về dưới nhà nội của vợ em để chơi và ăn Tết luôn. Đêm đó thì hai vợ chồng mới là nhắn tin với nhau. Rốt tới 12 giờ đêm, khoảng cũng trễ rồi. Không biết đâu. Em mà đi vô nhà ông nội của Thúy. Lúc đầu hai đứa ngồi trước nhà đó nói chuyện với nhau, nói cũng tới 2 giờ khuya. 2 giờ, 3 giờ sáng. Rồi lúc đó bắt đầu mới là cái nụ hôn đầu tiên của hai đứa là cũng lúc đó luôn. Quên đi tất cả mọi thứ xung quanh đang diễn ra, như thời gian, không gian, mọi thứ nó dừng hết lại rồi. Đó. Lúc đó là chỉ có là ui, mình tìm được người mà mình thương rồi. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy như là mới ngày hôm qua. Là cách đây. Mà nụ hôn đó là cách đây bao nhiêu năm rồi? Dạ cách đây 7 năm. Rồi bao lâu thì mới đám cưới? Khi mà hai đứa xác định quen nhau thì em đang làm một cái công việc là đi công tác theo tuyến dọc, là từ Cà Mau lên mũi Hà Giang, đi theo đường biển và đường biên giới để đi bán hàng. Thì có một chiếc xe 7 chỗ, xong rồi đoàn ngồi lên đó rồi cứ đi tới các cơ quan bán hàng vậy đó. Ảnh đang làm cho công ty Nhật Bản về ô tô, thì em mới nói anh nghỉ việc đi, đi với em. Ồ,
Thì là tụi em đi cũng gần hết 63 tỉnh thành và trải qua cũng gần một năm chinh chiến, để vừa làm kiếm tiền mà vừa du lịch, rồi vừa làm những cái công tác, những cái công chuyện nó ý nghĩa cho mọi người, cho các bé. Và khi đi với nhau đồng hành được 3 tháng thì anh quyết định là gọi điện về nhà xin cưới. Xuống cái nghỉ liền luôn vậy hả? Đang làm cho một cái công ty của nước ngoài. Trời ơi, gặp tôi cũng nghỉ nữa. Cái giai đoạn mà tụi em quyết định dừng lại á, là ngay tại quê hương đất tổ của hai đứa luôn. Đó là khu vực Thăng Phước, Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. Anh nói thôi em, dừng lại được rồi, về với anh. Cái là hai đứa nắm tay nhau đi về thôi. Lúc đó thì cũng không còn gì trong người hết. Về hai đứa mượn 800 ngàn tiền trọ của bạn thân của ảnh. Xong rồi tụi em bắt đầu từ những cái công việc đầu tiên là đi làm văn phòng. Rồi sau đó thì em có đi bán kim chi, bán sim. Em nói chung em làm đủ thứ nghề hết. Và bên cạnh đó là em làm trợ lý giám đốc cho một tập đoàn đa quốc gia nữa. Ban ngày làm văn phòng, ban đêm thì em đi cày, đi bán này bán kia. May mắn là có ảnh đồng hành hỗ trợ. Rồi gom góp cũng hơn được hơn 300 triệu. Nhưng mà là trước ngày cưới thì có một cái sự cố gì xảy ra không? Tại bên bên đạo á, thì trước khi mà làm đám cưới thì phải đi học giáo lý. Thì trong cái thời gian đó thì có bị một cái sự cố là bị té cầu thang, cái chân bên đây đi gọi là đau á, cho nên là nhưng mà mình đi học thì bên nhà thờ phải leo lên tới lầu 3, 4 à, lầu 4 à. Cố gắng đi trong mấy tháng trời như vậy á. Thêm một cái sự cố nữa là trước cái đêm mà khi tụi em từ Sài Gòn về dưới quê là ngày 26 tháng 10 để làm cái lễ trong nhà thờ á, thì trong quá trình đi về thì hai đứa bị tai nạn xe. Thì lại bị sữa lắp Úc, nguồn sữa tươi Úc nhập khẩu đã qua chế biến và bảo quản bởi công nghệ Frozen Fresh. Trẻ em lại bị cái chân đau đó lại đập xuống dưới đường lần nữa. Tái phát. Dạ. Là lúc mà làm lễ trong nhà thờ ngày hôm sau đó là chỉ có đứng thôi chứ không có quỳ được luôn. Tại vì lúc đó cái chân đau quá rồi. Dạ, làm lễ xong là cái váy nó dính máu luôn ấy ạ. À, mà cũng trước đó mấy ngày, cách ngày cưới có 8 ngày à, là ăn trộm vô lấy luôn tivi. Là trong nhà em lấy đồ sạch hết đâu. Trời ơi. Coi như trời thử hai đứa em á. Thử thách. Từ con số 0, từ tay trắng, để coi là có vượt qua được hay không á. Bây giờ là vượt qua mà ngoạn mục luôn đúng không? Đúng rồi. Ghê thiệt chứ. Cho đến thời điểm này, sự lựa chọn này với em là chính xác nhất trong cuộc đời. Bởi vì anh luôn là người cho em năng lượng. Là bờ vai, anh giúp em vực dậy. Đặc biệt là cái thời điểm mà em sanh bé cũng vậy, luôn kề vai sát cánh và anh chăm lo cho con còn khéo hơn em rất nhiều. Hạnh phúc là một lựa chọn. Ngon. Ngon không? Ngon. Bây giờ là tới cái phần không ngon nè. Không ngon. Còn những tật xấu mà cần phải hoàn thiện nè, cần phải sửa để ngon hơn. Ông xã khó. Khó tính. Dạ. Và khi khó lên thì sẽ hơi nóng một chút. Bằng nóng thì thể hiện như thế nào? Nghiêm mặt luôn, không thể hiện bằng cảm xúc ngoài mặt luôn. Lâu lâu chỉ bộc phát nói một hai câu thôi là dừng. Anh kiểm soát được cái cảm xúc của bản thân là như vậy. Nhưng lúc đó đừng bao giờ ai đụng vào. Còn cái gì nữa không? À có một cái, anh hay lướt video, lướt TikTok. Nhưng mà tại vì chắc là tội nghiệp hay sao. Bản thân vợ đi dạy, còn chồng thì lướt xem rất là nhiều. Không em, cái đó là nhiều người bệnh lắm em. À, đâu sao đâu, nhiều người bệnh không phải thật xấu. Dạ. Chỉ có là khó nè, dạ. Khó. Rồi thành ra là hơi nóng. Dạ. Thì ví dụ như là bỏ được hai cái này là coi như là hoàn hảo. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đúng không? Đúng không? Dạ. Em muốn chồng em thay đổi điều gì? Dạ, thì em là người thích lãng mạn nè, rồi thích có gì nó bất ngờ chút xíu. Yeah. Với lại em, bản thân em thì khi đi ra ngoài khi chinh chiến thì mình kiểu như là mình mạnh mẽ lắm. Mình, nhưng mà về với ảnh thì em là con mèo. Rồi. Em muốn là ảnh cho em nhõng nhẽo chứ đẻ con gái ra không thì giờ con gái kiếm chỗ. Ảnh thương gái không à. Thành ra là lòi ra thêm tật nữa là thương con hơn thương vợ. Anh nghĩ là hiển hiểu á, tất cả những gì mà vợ nói cũng như là những gì mà vợ mong muốn ha. Rồi bây giờ tới Hiển đó, con ấy có những cái điều gì mà Hiển chưa hài lòng về vợ em? Thì em chỉ thấy có hai cái nổi bật nhất, đó là những cái bị cảm xúc quá đó. Em thì em thấy con gái mà khóc là em rất là bực, em không có thích nhìn cái cảnh đó. Mà vợ em thì lại hay khóc và hay kiểu mà rất là bướng á, thích là phải được. Mặc dù em nói cái đó nó không đúng, nhưng mà biết là không đúng á, nhưng mà cái lúc đó là vẫn phải theo ý cái đã. Thì có hai cái đó là em thấy vợ em nên cần thay đổi một chút. Có cái thứ ba nữa là về cái tật là quan tâm người khác nhiều quá á. Nhiều khi là mình làm mà mình quan tâm người khác không phải là vì mục đích vụ lợi hay là vì cái gì, nhưng mà
người khác họ nhìn vô, có nhiều người họ không hiểu thì họ lại nói à này nó có cái mục đích gì hay không đó. Có nhiều người họ lại có cái cảm giác đó, thì em nghĩ chắc cũng nên tiết chế lại cái đó một chút. Bây giờ, em mong muốn giờ em thay đổi điều gì? Bớt nhõng nhẽo lại với lại bớt bướng lại thôi. Nhưng mà hồi nãy vợ có nói là mong chồng cho phép vợ được nhõng nhẽo, cho phép vợ được dịu dàng cho nhẹ nhàng, đúng không? À, tại vì em thật ra do em cũng hơi khô khan quá. Một bên thì khô khan quá, một bên thì ướt át quá. Dạ. Dạ. Giờ mỗi bên bớt miếng, bên kia thêm miếng nữa. Dạ. Thì nó sẽ cái này gọi là hảo thôi. Bù qua bù lại là huề á. Dạ. Thiệt, bù qua bù lại là huề. Anh nghĩ là sẽ được. Cái chuyện em bao đồng á, cái tánh đó của vợ em không phải ai cũng có được đâu. Thật sự là đó là một cái tư duy của cái người lãnh đạo, mà lãnh đạo có tâm. Đó, theo chị là như vậy. Dạ. Chỉ có chọn lựa thôi. Dạ. Đó, chính nghe không? Dạ, đúng không em? Dạ, đúng rồi. Còn em á, cảm ơn làm phước lãng mạn giùm tôi một chút đi. Ừ. Ừ. Rồi, thế xin cảm ơn các bạn. Sữa lắp Úc, nguồn sữa tươi Úc nhập khẩu đã qua chế biến và bảo quản bởi công nghệ Frozen Fresh.